Ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander Cross 2023 có màu trắng, đen, nâu giá bán 698 triệu. Phiên bản màu cam đen hai tông màu được niêm yết ở mức 703 triệu. Tháng 12 này, phiên bản một tông màu được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 70 triệu, còn tặng camera toàn cảnh 360 trị giá 20 triệu. Tổng mức ưu đãi là 90 triệu. Trong khi đó, người mua phiên bản hai tông màu được tặng camera toàn cảnh 360 trị giá 20 triệu và một năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu. Tổng giá trị ưu đãi là 30 triệu. Mitsubishi Spander Cross 2023 mang phong cách SUV hiện đại, mạnh mẽ, thể thao và khỏe khoắn hơn, kết hợp hài hòa cùng các tiện ích thiết thực, tinh tế của mẫu crossover đa dụng. Spander Cross 2023 sở hữu ngoại hình thiết kế mới, kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal, thế hệ mới và những đường nét khỏe khoắn đậm chất SUV lưới tản nhiệt được thiết kế to bản rắn chắc và sơn đen khỏe khoắn, bao quanh bởi nẹp mạ chrome hình chữ X đặc trưng mạnh mẽ. Sự chắc chắn, đáng tin cậy còn đến từ bộ ốp thể thao trang trí bao quanh thân xe. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước full LED T xếp nằm ngang đi cùng giải đèn, định vị ban ngày đặt ở trên cao hoàn thiện vẻ ngoài trẻ trung và năng động của xe, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn, đặc biệt là vào ban đêm. Đồng thời, nó còn được trang bị thêm hệ thống cảm biến bật tắt đèn chiếu sáng tự động và gạt mưa tự động, bổ sung thêm tính năng điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng. Cản trước được tinh chỉnh, gia tăng vẻ bề thế so với phiên bản trước đây. Hốc gió, trung tâm, thiết kế rộng hơn và bộ đèn sương mù hình chữ nhật làm tổng thể phần đầu xe, trông thể thao, khỏe khoắn hơn. Số đo của Sander Cross lần lượt là dài 4.500mm, rộng 1.800mm, cao 1.750mm, chiều dài cơ sở 2.775mm, khoảng sáng gầm 225mm. Bộ la răng hợp kim đường kính 17 in thiết kế năm chấu kết hình chữ y với hai tông màu tương phản phần nóc xe còn được trang bị giá đỡ giúp người dùng có thể đem theo nhiều hành lý cho những chuyến đi xa của cả gia đình điểm nhấn ở đuôi xe chính là cụm đèn hậu dạng t xếp tạo nên thiết kế đồng nhất cả ở trước và sau xe cản sau tích hợp đèn phản quang hình chữ nhật đặt theo phương ngang và ốp màu bạc chia thành ba khoang phong cách suv đặc trưng được thể hiện thông qua từng chi tiết trong nội thất như vô lăng 4 chấu thể thao được thừa hưởng từ mẫu xe Pajero Sport, tích hợp các phím điều khiển đa chức năng mang đến sự thuận tiện trong quá trình thao tác và vận hành xe. Đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng, có kích thước lớn 8 in giúp hiển thị trực quan đa dạng thông tin, dễ sử dụng với màu sắc bắt mắt hơn. Nội thất với bề mặt táp lô được thiết kế theo phương ngang Horizontal Axis, không gian nội thất của Spander Cross 2023 vẫn giữ được sự tinh tế rộng rãi, sang trọng vượt trội với ba hàng ghế nhằm tối đa hóa sự thoải mái cho cả gia đình. Nội thất hai tông màu xanh vi đen thể thao, sử dụng vật liệu da cao cấp có khả năng giảm hấp thụ nhiệt. Xe được trang bị màn hình giải trí chính in sắc nét, kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay Android Auto. Phanh tay điện tử đi cùng giữ phanh tự động auto hôn tạo nên không gian thuận tiện, gọn gàng và tăng thêm trải nghiệm an toàn khi lái xe. Xe trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 1.5 lít, hút khí tự nhiên công suất 104 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số tự động 4 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 7 lít 3 cho 100 km, đường đô thị là 9 lít và ngoài đô thị là 6 lít 2. Spander Cross 2023 là mẫu xe dẫn động cầu trước đầu tiên của Mitsubishi Moto, được trang bị hệ AIC hệ thống kiểm soát vào cua chủ động. Xe sở hữu những trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, trợ lực phanh khẩn cấp cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo khởi hành ngang dốc đèn báo phanh khẩn cấp cảm biến lùi mang lại trải nghiệm an toàn tin cậy cho cả gia đình